sinh viên, đại diện cho các đoàn thể, các tổ chức xã hội, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, phụ nữ và các tổ chức khác của phường. Tôi cũng xin đại diện cho một tổ chức, xin đại diện cho các cụ. Xin được trình bày bài hát Việt Nam quê hương. Thank you.
Oh.